Những cái ôm thật chặt, những cái vỗ vai động viên, những lời dặn dò gan ruột. Cứ ngỡ những hình ảnh này là của các phụ huynh đưa con đến trước cổng trường thi. Nhưng không, đó chính là những thầy cô giáo, những người đã sát cánh cùng học sinh mình trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Sáng ngày 28 tháng 6, hơn 90.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh bước vào môn thi tổ hợp trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Không chỉ có phụ huynh, nhiều giáo viên cũng có mặt tại điểm thi từ sớm để động viên tiếp sức cho học trò. Từng là học sinh nhận được sự dìu dắt, quan tâm của thầy cô khi trở thành giáo viên, thầy giáo Nguyễn Khắc Duy cũng mong muốn tiếp thêm động lực cho học trò trước kỳ thi quan trọng. Mình cũng từng là học sinh và mình cũng được các thầy cô dìu dắt rất là nhiều. Thì thế hệ của mình là thế hệ đầu tiên chuyển sang thi trắc nghiệm, nên là lúc đó mình cũng có nhiều cái bồi hồi và thầy cô luôn đồng hành. Thì qua cái đó thì đoàn trường cũng như giáo viên nhà trường cũng có suy nghĩ là sẽ hỗ trợ các em. Đây là một cái hỗ trợ về tinh thần. Nói chung là có sự xuất hiện của mình sẽ cổ vũ thêm tinh thần cho các em để các em có một kỳ thi thật là tốt. Nhằm đảm bảo công tác hỗ trợ trước giờ thi, nhiều trường học đã cử giáo viên tới điểm thi để theo dõi, tham gia công tác hướng dẫn, nhắc nhở và động viên các em. Thì thường là mọi năm học sinh trường mình đi thi tốt nghiệp thì các thầy cô là đến để động viên các em. Thứ nhất là những cái môn thi thời gian mà nó hơi dài thì gửi các em một vài cái kẹo để các em ngậm cho nó bình tĩnh. Thứ hai nữa là nó cũng thấy được sự quan tâm của các thầy cô cũng như là cha mẹ, thì các em nó có thể như được tiếp thêm động lực để các em nó làm bài tốt hơn và cố gắng hơn. Sáng nay lúc mà khi mới tới điểm thi á, em thấy rất là nhiều thầy cô của trường mình tới cổ vũ cho tụi em, thì nói chung là em thấy rất là hãnh diện với lại rất là vui, và đây là một động lực lớn để có thể làm bài tốt. Thì thầy cô của em, trường em thì rất quan tâm đến em trong các suất học kỳ vừa qua. Cảm thấy an tâm hơn, tại vì thầy cô là nguồn động lực của mình. Thành ra mình thấy cô dễ chịu hơn, đỡ áp lực hơn trong lúc đi thi. Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ cảm xúc vui mừng, xúc động trước sự quan tâm của các thầy cô tại điểm thi dành cho con em mình. Từ hôm qua tới hôm nay luôn á, là chị thấy các cô, các thầy của mỗi trường á, đều tới động viên. Rồi có như là khích lệ cho các con á, chị thấy chị rất là cảm động. Không những tới, rồi tới giờ các con về thầy cô cũng tới để mà hỏi thăm các con làm bài được hay không, rồi động viên các con ngày mai lại tiếp tục như vậy nữa, nên chị rất là cảm động. Mình thấy rất là xúc động, và kể cả khi các em thi xong ra cũng thế, các thầy đều đứng ngoài để chờ các em luôn, rất là xúc động. Nói chung là mình thấy là rất là cảm ơn thầy cô. Mong là đến các lớp sau các thầy cô cũng luôn như thế, để cho các em nó cảm thấy là rất là an tâm khi có thầy cô và gia đình ở ngoài. Kết thúc buổi thi sáng 28 tháng 6, nhận xét về bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học, phần lớn thí sinh đều cho rằng đề có tính phân hóa cao ở nhóm 10 câu hỏi cuối, khó đạt điểm 9-10. Trong khi đó, bài thi khoa học xã hội gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân lại được nhận xét khá dễ so với mặt bằng kiến thức chung của các em. Đề bám sát chương trình học, các thí sinh chỉ cần nắm vững lý thuyết và vận dụng thêm một chút khả năng tư duy, phân tích đã đủ để làm tốt các câu hỏi thực tế. Đề thi môn lịch sử được đánh giá là khó hơn so với hai môn còn lại. Môn địa lý phần lớn tập trung vào các câu hỏi địa lý ở trong nước, có một số ít câu là hỏi về kiến thức địa lý Đông Nam Á. Học sinh hoàn toàn có thể sử dụng Atlas để xử lý khá nhiều những câu hỏi trong đề. Nhiều khả năng là các thí sinh sẽ đạt rất nhiều điểm 10 trong môn giáo dục công dân. Vì đề chủ yếu tập trung vào các câu hỏi liên quan đến lý thuyết, các bạn học sinh hoàn toàn có thể học thuộc và trả lời đúng. Song song đó thì vẫn có những câu hỏi giải quyết tình huống, và đặc biệt là các tình huống này liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên, rất gần với độ tuổi của các bạn 2K6, giúp cho các bạn có thể tự tin xử lý được cái vấn đề này nó một cách tốt hơn. Đề môn lịch sử thì nó có 10 câu cuối thì nó có tính phân hóa khá cao, đòi hỏi học sinh phải suy nghĩ kỹ, tư duy sâu, và nó có nhiều cái câu ứng dụng vào thực tế, học sinh phải vận dụng cái sự hiểu biết của mình từ thực tế nữa, chứ không phải chỉ là đọc khuôn trong sách giáo khoa mà trả lời được.
Dựa trên đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, tiến sĩ Phạm Hồng Danh dự báo phổ điểm các môn sẽ tập trung ở nhóm từ 4 đến 6 điểm. Trong đó, môn ngữ văn, địa lý, giáo dục công dân và tiếng Anh sẽ không có nhiều biến động. Tuy nhiên, mức độ phân hóa mạnh mẽ của đề thi môn toán sẽ khiến phổ điểm tốt nghiệp năm nay thấp hơn năm ngoái. Điều này có thể tác động đến điểm chuẩn các ngành xét tuyển khối D gồm toán, văn, Anh. Khối C là điểm chuẩn sắp xỉ với năm trước. Khối D thì chắc chắn điểm chuẩn sẽ thấp hơn, giảm khoảng từ nửa điểm đến một điểm thôi, chứ không có giảm nhiều. Bởi vì môn văn á, đề nó có phần dễ hơn năm trước một chút, môn Anh thì nó cũng khó hơn một chút xíu. Còn đề toán thì 30 câu đầu thì nó khá dễ, nhưng mà nói chung là từ câu 37 trở lên á, tương đối khó. Và đặc biệt nó có khoảng 3 câu cực kỳ khó mà đến nỗi giáo viên cũng phải mất có một tiếng rưỡi mới có thể làm được 3 câu đó. Bên cạnh điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 thì chỉ tiêu tuyển sinh cùng với sự đa dạng các phương thức xét tuyển sớm là những yếu tố tác động đến điểm chuẩn ở các trường đại học. 2024 là năm cuối học sinh thực hiện thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Do đó, thí sinh cần lên chiến lược đúng đắn, lựa chọn các ngành học, trường đại học để gia tăng cơ hội trúng tuyển. Môn nào không có môn nào khó cả, đề rất là dễ. Em nghĩ làm đủ phần trăm là được 10 điểm. Dạ, em thấy mấy bạn ngủ nhiều, làm rất là nhanh và ngủ rất là nhiều và bị giám thị nhắc quá trời. Chỉ là em thấy mấy bạn cũng chill, ý là mấy bạn làm xong thì mấy bạn cũng ngủ thôi chứ cũng không có gì căng thẳng. Ngày 28 tháng 6, các thí sinh tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Sáng nay, các em làm bài thi tổ hợp khoa học xã hội, bao gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân hoặc khoa học tự nhiên, bao gồm vật lý, hóa học, sinh học, với thời gian làm bài là 150 phút. Thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút, nghỉ giữ giờ 10 phút. Bước ra khỏi điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thí sinh tỏ ra khá vui vẻ và hào hứng. Trần Bảo Như, học sinh trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn chia sẻ, vì đã học bài kỹ càng nên em đánh giá đề thi năm nay không quá khó, thậm chí còn dễ hơn đề em làm trên lớp. Dạ, ý là bình thường đề trong lớp em thì nó sẽ khó hơn, nên em thấy cái này nó dễ hơn so với bình thường tụi em làm. Theo em thì em thấy môn địa lý, do ý là em cũng ôn sử với công dân nhiều nên em thấy địa thì nói chung là, nhưng mà có điểm atlas nên là nó cũng đỡ. Vậy là em thấy mấy bạn cũng chill, ý là mấy bạn làm xong thì mấy bạn cũng ngủ thôi chứ cũng không có gì căng thẳng. Ý là thấy cũng mọi người cũng chill hết, không có gì căng thẳng. Với tâm trạng thoải mái sau khi kết thúc 3 môn thi, em Nguyễn Vũ Phương Nghi, học sinh trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn cho biết, đối với em, môn lịch sử là môn khó nhất. Hai môn thi còn lại không quá khó, có thể đạt được điểm 8. Em rất là thoải mái thì em vô, em làm hết sức thôi thì em thấy là sử là khó nhất đối với em, tại vì nó có cái nhiều kiến thức mà em không có được ôm nhiều. Còn địa thì giáo dục công dân là khá là dễ. Em nghĩ chắc em cũng trên tầm 7 điểm. Giáo dục công dân thì cũng khá là dễ, chắc khoảng cũng 8 cộng. Dạ, em thấy mấy bạn ngủ nhiều, làm rất là nhanh và ngủ rất là nhiều và bị giám thị nhắc quá trời. Bên cạnh đó, chia sẻ về đề thi tổ hợp khoa học tự nhiên, đa phần thí sinh chia sẻ, năm nay đề môn vật lý tương đối khó. Nhưng mà để nó khó nhất chắc là lý. Tại lý tốn nhiều thời gian của em nhất. Mấy môn kia em làm chắc cỡ 20 phút thôi em ngồi em chơi. May gửi mấy câu mình lụi đúng thì trên 8 rồi. Em thấy là trước khi mà phát đề lý là đứa nào nó cũng gục hết rồi. Nhưng mà đọc xong thì cũng không để ý mọi người lắm. Em chắc là mọi người cũng hơi sốc. Em thấy nếu mà để lấy 8 điểm thì nó, nếu có học bài thì chắc chắn là sẽ làm được. Còn tất nhiên rồi, 8 cộng thì rất khó. Em thấy khó, không lụi được, không thể nào mà bấm máy hay là lụi được. Tại vì đề năm nay là nó có mấy câu chống liệt á, gần như là chị không thể lụi theo được hẳn được.